Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi vũ ốc nha cả nhà. Anh em mình cùng nhau đi. Let's go. Đây anh này ngồi trước mũi nha mọi người. Rồi cũng chở rồi vậy ta. Đây là anh Sơn Phú Thuận nha cả nhà. Này anh dẫn đi vũ ốc tiếp nha. Anh em mình cùng đi vũ ốc cả nhà ơi. Sao à? Tới 8. Tới 8 nha. Đây là ủy ban xã Phú Thuận nha cả nhà. Anh em mình đang qua cái cầu là cầu Phú Thuận nha. Mình chỉ cho nha. Mình lấy của người ta cắt nhà, mình xin người ta về cái mình cắt dài ra gì nè, trẻ dài ra chỉ nghề luôn hả? Chỉ luôn, chỉ hết mình rồi đi. Mình mua dây găng mà chỉ nghề muốn người đứt vốn luôn, dây găng mà tổng nó bự đầu đũa ăn mà đầu đũa trên á, về cái mình tóm xa mình chải tay mình tóm khúc khúc nè, mình bỏ cái mình chặn gặp 4-5 mẫu gì mình gạt cục gạt nó kèm xuống là hấp nó đeo à. Dân dài lắm. 4 cây số á, hai bên vào đi vòng lại 4 cây số đó. Hello. Chào anh. Mấy ông này bữa nay mà đi bắt ốc mà có mấy anh này anh cấp tên quay quá trời chúng luôn rồi. Quá trời, đừng có danh dự luôn phải không? Có hai người đang ngồi đây. Đây là ông tài xế nha. Đây là tài xế nè ba ơi. Bà đeo nè. Ốc nè mọi người thấy không? Bên kia là trường tiểu học Phú Thuận. Ai cần muốn cách bắt ốc thì vô anh Sơn ở trong Phú Thuận nha cả nhà. Sơn Phú Thuận chỉ luôn hả? Chỉ nhiệt tình lắm. Bên này là mình không có giấu giếm, chỗ nào anh em có ốc thì cứ làm. Anh vui tính lắm. Mình đem ra chợ mình bán, hoặc là mình có dựa gần gần đâu đó rồi mình làm mình bán cũng có tiền. Ai muốn nhậu vô đây anh bắt anh đãi nhậu luôn. Nhậu luôn. Mình lột ra mình lỡ trộn gỏi bắp chuối. Thêm xị rượu bà bảy nữa thì hết xỉ luôn. Ừ.
Rồi tao quắn luôn. Chết thiệt, xì gụ bẫy luôn trời. Tao quắn như là mình thấy gã nè. Kéo đâu rồi, đưa kéo tám. Kéo vào kêu ấy mà nè. Cái đó ra rồi, cái đó. Quắn gì cái nó treo cái lùa mình lên ốc đâu treo luôn. Kéo kén dữ ha. Kén tới tuổi rồi đó. Nãy giờ mà vũ chưa qua khúc này nữa. Cây số của tao kêu ra khúc này. Nãy giờ chưa qua nơi khúc này nữa. Đồ treo phao vậy ha anh. Treo phao gì đặng mình có đứt rồi mình biết được mình lại mình giả nó lên đó. Qua làm dấu chứ ra cho mấy người cào người ta né ra cho mình. Ốc này có làm mồi không anh? Ốc này hả? Thì mọc thì mình lo lột hấp xả lột xả lột có hai thùng chục gói. Anh có làm đặt mồi gì thêm không hay là mồi cho nó dọ vũ lại hả? Ừ. Có đâu cái này mình tự nhiên à, nó dính trên này, này nhóc chân kìa. Mồi gì anh bố anh chế anh mồi thì có nhiều chút chúng ta bỏ bò đó mà không có bỏ bò cái mỏi chằng cái này là nó thiên nhiên nó đeo vô chứ mình khỏi cần treo mồi cho gì hết trơn á. Lách quá anh ơi, bao dở lên thấy có mấy con à? Thời điểm này đâu có nhiều đâu. Thời điểm này nó ốc nó yếu mà mấy con này ra sống cầm cự qua mùa nước này chứ làm gì bây giờ đâu có mặn một mụn mướn à, đâu được đâu con đưa rước ngày hai ba buổi sao làm đó là dễ quá ốc rồi người ơi má má rồi gớt gớt luôn. Ok. Trong thời điểm này ốc không có nhiều luôn. Tất cả cái lối tháng 10 cái gì sao được. Chúng ta. Chúng ta. Cái lục bình luôn rồi mọi người ơi. 5-7 con. Nhiều quá à. À nói thời điểm thì sống cầm chừng mà cái gì làm thì sao nữa. Chế gì làm tác nữa. Hơi dây luôn. Sao được. Tết quá sình ha. Không sình. Vậy đó. Chứ mình không vũ thì nó ấy để lâu quá chỉnh nó đóng thì ốc nó cũng không có đeo nữa. Vũ lay ga ngày vũ vũ gì ngưng bữa hai bữa vũ lại. Một phao cho ta biết một cách nào ta né ra nè. Thứ hai nữa mình có đứt dây mình lại cái đầu phao mình kéo luôn nó dễ. Thì để không buộc mình không biết đường nào kiếm con dây. Đầu vào khó vào hông này sao yếu quá ha. Con nhỏ quá. Một phải bao lớn tí nữa ha. Nhiều rồi, ốc còn đeo rồi không có. Ừ. Đánh ra là không ai mấy cắt mấy cái bào lớn đó. Ừ. Đọc trong không có đâu. Bao đen giờ còn rớt. Cái thứ hai nghe mọi người ra cái bạn ra đi cắt đó nha.
Anh cào vậy là chết người ta rồi. Quá thế rồi. Ở mà bao mà cũng đều gì cũng đã khổ. Cái này chế đi giọt cào luôn trời sao. Tung xăng nữa, máy móc nữa, khó ăn lắm anh em ơi. Ta chơi vậy đi, mình chơi thủ công. Bắt thủ công. Mình chơi đường dài. Hello mọi người nha. Giờ nay mấy anh em mình đi vụ ốc nha. Chui nhà ông anh. Thằng em ở dưới Phú Thuận vụ ốc nha cả nhà. Anh Sơn nha. Vui vẻ, hòa đồng. Quyết. Ai mà muốn kiếm mồi nhậu đâu rồi kiếm Sơn. Sơn sẽ tiếp hết. Tiếp hết. Ra ngoài cái ngoài đồng ấy nhậu là lý tưởng. Về miền Tây nhậu đâu cũng được đó nha cả nhà. Anh đang dở ốc nha cả nhà. Cái này là mới làm đầu tiên chưa có kinh nghiệm nè. Một cái gì nè. Rồi sình nó đóng vô đây. Rồi dưới phần nó không có dài ốc không có nhiều nữa. Sao lại mình mới rút kinh nghiệm mình xẻ ra sình nó đóng. Đây là mới làm cái lần này chưa có kinh nghiệm. Rồi mới rút kinh nghiệm ha. Ừ. Chưa bao giờ thấy này có lý. Cái này mới đầu tiên mới làm nè. Với hai nữa nó ở cũng có khúc luôn, không phải mình ở chỗ nào cũng có đâu. Chỗ có chỗ không ốc quá. Chỗ có là có hoài. Chỗ mà không có là để mời bữa ông chủ giả cũng không có nữa. Sống nổi không? Nắng nữa bao mấy con nhà ơi vậy đó mà góp gió thành bão đó quá quá thời điểm này mình chịu đựng đi em ơi. Chừng vài tháng nữa anh sẽ làm giàu thôi. Làm giàu vào cách này không có bỏ vốn liếng gì hết mà lấy vô là người biết rồi. Không ngủ lấy chạy rượu treo phao luôn đó. Anh uống rượu rồi anh lấy rượu của bà thịt thịt bà bảy đó nha. Ồ dữ rồi. Lấy trong phao cũng ghê không? Tám treo đó. Cho anh em nó chạy ghê. Cái đầu nó nhìn cái hình ảnh thiệu cho biết của bà bảy. Né luôn đi hả? Có nhiều. Nãy giờ mà chưa thấy có thiếu à. Ở thời điểm này ốc ít thì mình chịu thôi chứ. Cho anh tâm trí vô khác đặt. Giờ mình đâu có đặt chỗ khác được. Đặt chỗ khác là người ta bay vô đây người ta chặn cái luồng mình là mình tối liền à. Không được. Của mình là phải nàng. Cái nàng của mình mà phải giữ mới được. Mình phải giữ chứ. Chống cái là mình chen như là mình tối à. Bắt đầu đi ra cho nó chen không. Mới mà chen thẳng mới á. Cái tuốt ngoài kia luôn á hả? Ừ. Ừ. Từ đây là chỗ ngoài luôn đó. Ừ, này chắc cái kiểu này mà mấy ông tốn tiền dây dữ à. Ừ. Mua biết nhiêu nào nói. Nói chung ra ha. Mua là dây là không tính đủ tía ra chạy mà trả. Chứ bao rồi đâu. Làm ăn phải chịu thôi phải không? Đúng rồi, phải đầu tư mới được chứ. Con.
Ở này ốc thừa, nước lên nó lãng, nó bò được cái cờ lơ ở dưới chứ. Nước nó hạ giật lại á, nó gom trong má là nó rút, nó rút ra, nó đeo vô. Trong mé bà nó rút lần ra rồi nó đeo vô bao rồi lại. Ốc quá ốc. Khúc này có ốc rồi. Tới giờ mà 5 kg ốc có gì cả. Tới nhà luôn rồi, cái nhà ơi, không có con ốc đâu. Khúc này có ốc nè. Có, không nội, có gì không có. Nè, đâu, giả lên cái xin, cái xin không, bà được bà con. Khúc này ít. Khúc này ít kìa. Khúc này ít. Ồ, có ổi, có trái luôn vậy. Ổi trà bá luôn kìa. Ổi về cu vàng. Đó. Kìa cái xô trời luôn rồi. Xô không á, còn nguyên không, nguyên gì đựng đồ. Nguyên. Rồi chìm luôn. Chìm luôn. Tài ơi. Lên. Nó chìm luôn nha. Chìm luôn rồi, mũ đen mà anh làm ăn vậy đó rồi. Trời ơi, vậy? Cái xô nguyên luôn á. Nguyên vậy, đựng đồ gì đó. Làm ăn vậy đó luôn. Đẹp luôn ta. Vậy với nó có, nó có hơi đâu. Nãy nó đang có hơi rồi. Cây. Dính cái cây. Ủa, đây đất hay vậy? Có vậy chặn trước á, thâu vô đó lộn trong á, bỏ nó xuống đi. Dính nè. Đeo vô cây ha. Lụm luôn, lụm ốc trong cây luôn. Vậy thôi. Bá, tàu bá. Đeo cây thì đeo ốc bự, đàn ác vậy đó. Bao thì đeo ốc nhỏ. Đó, kìa ốc chậu vô kìa. Bên kia kìa. Nó nó. Đó. Quê không? Nó bự. Ốc đó làm về làm gì em Tám? Ốc bự bự đó về làm gì? Để ra trồng đỏ ốc chuối. Trời ơi, trên luôn. Nhà đâu thủ bắt nước sẵn cái cân rồi. Kinh nghiệm quá, Tám này kinh nghiệm quá, kinh nghiệm đang tràn trề nha. Đưa cái cây ác được chưa? Nhấp lâu cây dọn rồi ngoài. Ừ, cái cây đó ổng dặn cái gì mà? Dặn cây đó đào hở lúc đầu ra tới ngoài. Cây đó ha, cây đó để dặn đó đó quơi. Dặn đó ha. Cái lúc kia ta lo lại, người ta giả lên cái giả. Ra ngoài hả? Rồi. Rồi dịch luôn. Rồi chạy dịch luôn. Ở Sài Gòn thành phố có gặp cái cảnh này chưa? Làm sao thấy được? Biết. Được rồi. Thu anh em ơi, xịn đóng ốc là không có, kiểu này đây cái mua sữa thiếu quá. Sữa thiếu cho con. Cây này là cây dừa hả? Dừa. Này cây dừa nha. Em ơi. Giờ con đâu có thấy cảnh này. Thằng ly uống rượu nó này nó kia. Ba ghê. Yeah. Đáng lý ra là giả phải khích lại tinh thần. Anh mặn phải không? Là về người ta phải lo cho một xị được hay gì. Con xị cho thấm mấy ông. Dướng gì ta? Dướng nữa ông Tám ơi. Khúc này đây lại cho thả lỏng luôn.
Lưỡng nào ông Tám ơi. Vợ con đâu thấy cảnh này. Tám thì sớm Tám. Rồi đó. Vậy rồi nói bữa nay là chết chắc thì cũng hai chuyện ngoài rồi đó. Đậu, ông qua sẵn lít rượu để treo trên xe sẵn rồi chứ ngày nào không có. Qua sắt lít rượu lại nhậu rồi có mua thêm lít khác để nó trời ơi. Tám mà tao vậy đó coi. Cái đó là chuyên nghiệp. Đã lo sẵn hết trơn à. Học rồi đó. Cái chỗ của ông nó rộng nhất. Còn mấy nhà ở đây thì sát thấy sát chưa? Thầy nói là mình bác là con quỷ sống dai. Nước bao nước ngập luôn. Chết chấp rồi đó. Cái gì? Mượn thằng sống luôn đó. Mượn thằng à? Đầu ghét thằng bác rồi đó. Ừ. Bắt đầu trồng xài lập nước có ghét thằng bác rồi sống. Ghét nước thì ghét. Tới luôn anh em ơi. Tới luôn. Tại còn thằng mấy cục to. Mình chừa lại cái gì? Tới nhà luôn anh em. Cây rồi mà công mình vô nó dướng. Dướng con trống. Gần ối gần tới chưa? Chặn qua đóng trà đó, chút nó tới nhà. Tới nhà đâu phải em ơi. Tay phao đây hết giờ? Phao đó. Đạp lá vô một bát. Trời ơi. Cầu bát không vô. Cái đó là nó nâng cái vỏ đó. Quay cái vỏ đó, cầu trôi rồi quay luôn. Đi thật quá. Có, sáu cánh nữa cả nhà ấy. Có. Ấy. Đó. Tàu luôn anh em ơi, chạy vô luôn. Có ghe, có tàu là nó sống luôn. Sống đánh dữ lắm mọi người ơi. Dướng nữa rồi. Đeo phao luôn. Trong sông luôn. Không. Đỡ đỡ. Đỡ đỡ rồi. Nãy giờ cỡ mười mấy ký vậy. À, có mười mấy ký á. Điểm nào nó biết hết trơn. Đã ổ ốc mà cuối cùng nó không có ốc hả? Ừ. Nên nó có vấn đề. Đã nghe ổ ốc mà mình nói không có ốc là giờ cho được. Này che chì gai mà chì gai mà đều cả đá già. Ừ. Không có gai
Hồi lần mà gì cầm câu á, là kiếm mấy cây cây già người ta chút câu rồi đó. Thì phải vậy, người ta chút câu rồi á. Cái này thắt thù rồi đó. Thắt thù rồi. Yếu quá rồi. Rồi hấp đó anh em ơi. Chích cháu mình chạy về. Đây ra kia đổ dày nữa rồi. Kéo ốc lên nha cả nhà. Bắt ốc, bắt ốc. Rồi kéo đi. Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay chú cháu mình đi ốc cả nhà ơi. Đó. Đóng ốc luôn. Kiếm tiền mua sữa cho con. Đây nữa nè. Dòng do vlog. Làm vlog. Vô ốc khá lắm rồi. Trời ơi, mày nói gì trời. Hả? Trời ốc đâu mà. Ốc lên em ơi. Có lấy tháng 10 trả được sao ốc mới nhiều. Tháng 10, tháng 11, qua Tết, tháng Giêng, tháng 2 luôn á. Ốc lên nó mạnh. Má bị dịch tắc cái trời này. Mấy cái ai chẳng con. Mày nhóc mở đã. Nắng luôn, nắng luôn. Ừ, chạy ra vũ vũ đi. Một người vũ à. Đây là mới vũ có 1 khúc nghe cả nhà. Ủa, có dây hả? Có dây vậy nè. Ừ, luôn vậy đó. Không thấy hoài. Ta xa có cho mình chặt một gạch, chặt một chuyện. Này anh ta đang, này là vũ ốc ở miền Tây nha mọi người. Có ai biết cách này chưa? Cái nhân lưới vậy. Gặp ba lửa luôn nè. Đen của thân là cấp cấp. Đây cái cây nó lên luôn. Cái cây cắm dưới sông nó tự nó lên luôn nè cả nhà. Lên nó đâm dưới đây mà nó không có sống nổi. Chết. Nó còn ngủ hay gì? Ừ. Gáo gáo cắm vậy là nó sống đó. Sống sao? Sống. Gáo mình chặt cho mình cắm mà cây bự kìa. Cái gì? Cây bự cũng sống luôn hả? Đâu có chặt mấy nhánh không à. À. Trời vậy mấy hộ. Đây là tiệm mộc của ông Bảy nha anh em. Anh em nào có nhu cầu đóng bàn ghế sửa chữa liên hệ tiệm mộc Bảy nha. Ông Bảy. Quay cho lên hình chút nè nghe coi. À, chạy mập thì trang 47. Anh em mà có nhu cầu đóng bàn ghế là sửa chữa đó liên hệ 47 nha anh em. Mướn từ trên Sài Gòn xuống 47 đây. Mười mấy chai mới xuống trường quay đó. Vụ ốc ngày bán có trăm mấy là mười mấy chai đó. Hết ốc hồi 7 rồi. Thừa ốc luôn. Hồi nãy để ốc tràn vậy quá không? Điểm rồi. Ta biết điểm luôn quê. Còn mình không biết, mình mới ra lò mình chạy tàu lao là lỗ thì xăng luôn nè. Xong đi đưa bánh xe ăn rồi về cái chỗ ngồi ra cái nước này đi coi đi ngủ. Trước nè. Người đầu tiên phải không? Người đầu tiên là phải ở xã Phú Thuận phải không? Làm cái chuyện này nè. Từ từ anh em đồ mới làm theo. Có ai làm chưa? Có, làm nhóc. Giờ ai cũng ăn cắp nghề không mày?
lớp mò lớp văn thì tàu lơ hết trời đó. Ơi đây, đâu nữa ta văn tàu dừa nữa hôm nay này trước hết vậy ha hết rồi đó đó đầu ao đó đầu lại dưới cái trời đầu phao hay đầu dây phao có cái bụng có phao đó nữa dễ kéo lên có phao không không thấy có cái bà thấy cái gì dọc lên trong đó không? Đây. Dướng rồi, dướng cái nhánh còng của người ta rồi. Cái tội nghiệp nó cho nó trôi đi. Nhánh còng dưới sông còn tội nghiệp nó nữa. Trời vô dướng lại. Dưới nguồn nước này chảy hình rộng cũng đây là cái nhà bị xây dựng của anh Tám Mỹ anh em nên là có nhu cầu mua nhà bị xây dựng thì liên hệ anh em là của anh Tám. Nhưng mà thịnh đất không hả? Không ít, có ốc mà thịnh đất không ít hả? Gì khúc này ít á vậy dài đó vậy dài cũng cứ ít ốc à vì là nó có cạnh trên đó ha. Trên nó mới nhiều đây thua ốc rồi. Đúng rồi đó, lặt ra là vừa đó. Lặt cho sạch nha. Lặt đàng hoàng luôn. Hai anh phải lặt cho sạch chứ người ta. Yên chỉ đi, khỏi lo. Cụ nghề này nghề mối nằm bò nhậu mà. Quá đã. Bỏ thì lặt sâu rồi, còn nguyên cộng. Ai có đi, ai ở xa về miền Tây thì kiếm anh Tám với Đình Sơn nha, Phú Thuận nha, Long Xuyên, An Giang. Không có ốc. Muốn ăn gì mồi đồng thì có mồi gì cũng có hết trơn á. Chuột thì tới là cắt lúa đâu thì bao luôn. Nói chung ra là ốc là bao tiêu đó. Giờ là không có hết trơn á. Còn mà cái mấy cái mồi khác thì mình hên xui. Ốc là bao. Bao tiêu sản phẩm. Bao ốc quắn nha cả nhà. Ốc quắn, bao nhậu luôn. Chúng chúng cái miếng nhảy nó ốc đang nhiều hơn cái miếng cục không. Lúc nào cũng vậy bự thì nó sẽ nhiều ốc hơn. À, tới nữa rồi kìa. Đó, trở lại thì tới nữa anh em ơi. Tới luôn. Chạy sóng gió cuộc đời luôn rồi cả nhà, sóng đánh nè. Nghe quấn lại. Nói kìa. Ốc ơi. Ốc không hai. Ốc không có này hái rau trai luôn rồi cả nhà ơi. Ốc không hai. Hái rau trai luôn, rau trai bán luôn. Hái rau trai hấp cá. Lại rồi bảy đông xì. Vừa vừa hái ông. Lại rồi bảy đông xì. Cái này bây giờ cái cảnh này chỉ có ở miền Tây thôi nha cả nhà. Sông nước Hữu Tình.
Trời cái gì vậy? Đẩy luôn em ơi. Đẩy luôn. Sài Gòn không tiếng. Không đẹp ghê không? Mới giới thiệu thương hiệu của bà đó nữa, qua tiền còn nha trời, có ai mua qua tiền còn nha bà Mai. Con trai nè, cái nhà con nè. Trời ơi, coi kìa. Vàng, hái vàng. Mấy anh coi kìa, con trai trái gì, ha, nó bự gì đó. Vô đi. Đó bà bê đất vô. Hái mớ đi. Mớ đậu hấp cá rồi. Hái mớ hấp cá đi cả nhà ơi. Cái đó là người ăn chừng 5 cộng rồi đó rồi. Cũng thấy chụp bá lửa. Quá trời rồi. Cháy máy luôn chùi. Giỏi nữa đó. Sành chưa rửa Nam, còn sành quá này chắc được chục ngoài ký anh em ơi. Ốc bự có, nhỏ có. Nhỏ có, bự có, chưa rửa. Khách thu anh em ơi. Cả nhà rồi, cả nhà ơi. Đây lấy lụa luôn. Lục bình, lục bình trôi đến nơi phương trời. Đây ở này. Bán anh em ơi. Cháu vô ốc về nha anh em. Quy giới hôm nay kết thúc, anh em hẹn anh em lại quy giới sau ha. Rồi chào mọi người các ơi. Chào. Chào tất cả mọi người nha. Chào. Chào.